Sao anh cứ tới nhà em hoài vậy? Anh nghĩ anh là ai mà có thể kết hôn với em được chứ? Em chỉ kết hôn với Sơn Tùng thôi được không mà. Chán ghê anh ơi. Có thể cho em biết chuyện gì xảy ra được không chị? Cái cưng ba đang làm gì đó? Dạ bài tập của con, cô kêu con là vẽ về chủ đề ước mơ tương lai. Vậy công chúa của ba ước mơ cái gì nè? Người vợ đảm đang. Dạ đúng rồi, ước mơ của con sau này sẽ là người vợ đảm đang, sống hạnh phúc bên chồng và chăm sóc con ăn thật sự. Là người vợ đảm đang thì tốt, nhưng mà ba nghĩ chắc cô giáo của con không có kêu con vẽ này đâu đúng không? Ý cô con là sao ba? Thì đảm đang cái gì, mà vợ sư tử thì có. Anh thôi đi nha, đồ đáng ghét. Đáng ghét không? Cái đá mày vậy. Anh ghét chứ, khi nào em cưới được Sơn Tùng em đi phê về nha. Em kêu chồng em đánh cho anh bồm đầu luôn á. Tao mà không, để ba ở đây là từ nãy giờ tao suốt mà xin kiếm rồi. Ôi Nguyên, để cho em nó tập trung mà mơ mộng trái bỏng đi. Ê, ngày mai có kèo đi coi ca hát á, tôi lấy vé rồi nha, đừng có quên á. Nhớ rồi. Ủa mà ai hát vậy? Nghe nói có nhiều ca sĩ nổi tiếng lắm, có Sơn Tùng MTP nữa đó. Ghê vậy. Gì? Có Sơn Tùng MTP nữa hả? Gì vậy? Hồi nãy anh nói là ngày mai có chương trình có anh Sơn Tùng diễn hả? Anh nghe thông báo vậy. Oh yeah. Hai anh đi, hai anh cho em đi với. Ngày mai á có chồng tương lai của em diễn nữa. Nếu em muốn nhập chồng của em thì anh xin vé bác anh chắc là có. Nhưng mà được, tất nhiên là được rồi. Được, nhất định là được. Ê, nha. Muốn đi đến vậy hả? Dạ đúng rồi, em rất muốn đi, rất là muốn đi. Không được. Ai cho em đi đây mà. Đi mà. Em muốn gặp chồng tương lai của em. Đến đi mà. Em hứa với các anh, tuyệt đối em sẽ ngoan ngoãn nghe lời các anh và em sẽ yêu các anh. Xong chưa? Sắp xong rồi bạn. Ê, mà tôi nghĩ không ấy cho Lâm Chi đi theo đi. Chứ không cho nó đi nó la sùm á. Bạn làm như bạn không biết tính nó vậy. Cái con nhỏ đó mà đi chỗ đám đông, nó kêu đồ đáng ghét. Rối lắm. Nghĩ tới hồi hay ớn rồi. Nói vậy á, làm cho nó đi thiệt hả? À, mà giờ nó đang ở trong phòng, mình phải tranh thủ đi đi. Nhớ là nhẹ nhàng nghe chưa. Đi xong. Ủa? Sao giờ này hai anh mới xuống? Mình phải đi sớm để giành chỗ gần sân khấu nhất mới được. Ôi, bạch mã hoàng tử của em ơi, em tới đây. À, hai anh có mang vé của em theo rồi đúng không? Có. Hỏi thiệt tính. Bây giờ tính sao đây? Hỏi sao? Bây giờ bạn đi ra ngoài trước đi để tôi tính cho. Nè, hai anh mang vậy đi. Đó, mang vô lẹ, mang lẹ nha. Anh đi trước nha. Lâm Chi ơi. Hả? Tao mang thịt sườn kìa. Gì? Đâu? Đó. Có đó. Ủa? Hai anh đâu rồi? À, trời ơi, trời, tin bà vụ em hả? Em cũng muốn đây. Hai anh có dừng lại chưa? Bé làm chi đứng dưới đây kìa. Cái gì? Thở chạy nhanh vậy, giữ chặt vô bạn. Bây giờ sao bây giờ? Đợi em chứ. Anh đừng quậy em gì. Ây da. Sao rồi bạn? Con bé nó mất tiêu rồi. Nhỏ này chạy ghê thiệt á. Sao rồi con giờ hôm nay học hành sao?
Dạ con học cũng được ông ơi. Khiêm tốn quá ha. Mặt thông minh vậy con ráng con học đàng hoàng, vô ngoại thương chắc luôn. Dạ con sẽ cố gắng. Ừ. Dạ con xin phép. Ủa bạn. Ý. Mới tới hả bạn? Ừ. Ờ sẵn đây á, nhờ con kèm cặp trạng ngu nha, để nó vô ngoại thương như người ta. Chứ cái kiểu này chắc nó vô nhà thương quá. Ông này có xem thường con hoài à. Quang qua đây nó mượn chỗ để tập nhảy đó ông. Trời ơi, thằng Quang biết nhảy luôn hả? Dạ, con tập nhẹ nhẹ xíu thôi. Không những biết nhảy mà còn là nhảy xuất sắc luôn đó ông. Ui. Bạn ấy là đại diện cho quận lên thành phố thi nữa đó. Vậy hả? Trong trường của con á, là bạn này nổi tiếng cũng cỡ Sơn Tùng MTV đó ông. Wow. Dạ, bạn nó quá. Nghĩ sao vậy? Anh làm gì mà có cửa so sánh với Sơn Tùng? Sơn Tượng thì có, không biết phân, không có thận mà đòi bị đặt so sánh. Đi. Sao nói tôi không có thận? Ý của nó là không biết thân không biết phận á. Cái gì mà ồn ào quá vậy? Cứ thích chọc cho mình tức lên không à? Cái gì mà anh làm ồn em hả? Không có, tập tiếp đi. Anh tập tiếp đi. Anh tập tiếp nha. Anh tập tiếp đi. Tôi về trước nha. Ok bạn. Cứ để đó lát tôi dọn cho. Anh ơi, nói chuyện chút đi. Hả? Lại đây, kêu tới thì cứ tới. Cái gì á? Em muốn nói cái chuyện mà em và anh sẽ cưới nhau mà ông hay nhắc tới á. Cưới nhau hả? Ừ. Thôi được rồi, coi như em thua anh này đó. Thua gì? Cái chuyện mà chúng ta cưới nhau á, em sẽ xem xét lại coi anh như thế nào, rồi sau đó sẽ đồng ý cưới anh. Sao cưới anh là sao? Ê nè, nói gì vậy? Mới nói gì vậy? Làm chi nói cái chuyện là sắp tới á là cưới tôi á. Trời, anh làm như em có quyền quyết định vậy? Tại sao em lại không có? Nè, nói cho em biết luôn, thằng bạn anh chỉ xem em như là một cái đinh thôi. Tại vì trong lòng của nó thích bà cô dạy thêm của anh, hiểu không? Cái gì? Bà cô Diễm My. Ừ. Nè, nó còn nít, nó mới chịu nói chi vậy? Nói nó đang bị ảo tưởng. Cái gì vậy? Bộ anh thích cái bà cô khùng điên lắm hả? Nè nha, con nít không có khùng điên, hỗn hào vậy đó. Cái này chuyện người lớn, em không cần biết đâu. Chuyện người lớn gì mà chuyện người lớn? Đã có hôn ước với nhau rồi mà còn đi thích người con gái khác nữa. Đúng là cái đồ điệu này. Đâu Ê Bê. Bạn Minh ơi. Sao anh còn dám tới đây nữa hả? Anh mau đi về nhà của anh đi. Ủa, sao anh không được tới đây? Mau đi tới nhà của cái bà cô già đó đi, tôi không muốn gặp mặt anh nữa. Tự nhiên chửi ra già vậy. Thôi. Đi ra. Đã có tôi rồi mà còn lén phén với người khác hả? Thôi đừng rồi. Rượu phạt không uống, uống rượu mời đúng không? Nè, câu đúng của người ta là rượu mời không uống, muốn rượu phạt hả? Rượu gì cũng được, uống gì cũng được chứ. Anh đúng là đồ xấu xa. Đi, đi nhanh. Đi nhanh. Anh chưa chịu biến nữa hả? Anh biến đi ngay. Tôi không muốn nhìn thấy mặt của anh nữa. Anh đi đi, anh đi đi. Anh đi tới nhà của người trong mộng Diễm My của anh đi. Đi nhanh. Ôi vậy? Con kia. Cô tôi với. Con kia. Đi nhanh. Tôi không muốn gặp anh nữa. Khi mà ồn ào vậy? Đi. Anh đi ra khỏi nhà tôi nhanh lên. Bạn, vô phòng tôi đi. Không được vô, không được. Đi vô đi bạn. Không được vô.
ở đây nói chuyện cái gì vậy? Anh mới kỳ á, làm anh mà ăn vậy hả? Thấy em mình bị bỏ rơi mà còn theo phe ảnh hả? Theo phái gì đây, ai cũng vậy hết á, ai cũng có quyền thích người đẹp. Bộ em không xứng với anh hả? Bà cô đó có gì đẹp hơn em chứ? Nói mà không biết xấu hổ, đẹp hơn em gấp trăm lần luôn á. Đẹp hơn em gấp trăm lần á? Ừ. Bà cô đó làm gì có cửa với em? Phòng em có gương không? Thay vì đứng ở đây gân cổ la lối ôm sòm á, thì vô trong phòng soi gương lại đi. Mắt anh có bị chuột gặm không hả? Ba, bây giờ ba nhìn kỹ nha. Ba nhìn con hay là cô giáo và anh hai, ai đẹp hơn ba? Nhỏ này. Vậy cũng hỏi, làm chi của ba là đẹp nhất trên đời này luôn? Ba trả lời không liên quan, con hỏi thế nào hết trơn á. Không liên quan. Ý con là trong mắt người khác luôn, con có phải là người đẹp nhất không? Ờ, cái này ba không muốn biết, ba chỉ biết nhận định bằng mắt của ba thôi. Ý, ba trả lời cũng vui vậy chứ. Ba con nói đúng mà. À, con mẹ, mẹ thấy ai đẹp hơn mẹ? Con hay là cô giáo và anh hai? À, cái đó chị đẹp nhất. À, làm chi đẹp nhất? Làm chi của mẹ đẹp nhất? Mẹ phải trả lời anh đã à? Nói rồi, bớt ảo tưởng đi. Cái đầu là để suy nghĩ chứ không phải là cái đầu để chân, hiểu không? Ôi, gì kỳ vậy? Mắc gì? Chứ gì nữa em tưởng đẹp hả? Đúng rồi, em đẹp lắm mà. Chắc đẹp. Nè, nếu mà em đẹp á thì Tuấn Khải nó đã không bỏ em để đi theo bé Tâm Anh rồi. Ý anh nói là anh Tâm Anh đẹp hơn em hả? Cái vấn đề không phải là cái đẹp ở ngoài, mà người con gái là cần cái nết. Chưa nghe câu cái nết đến chết cái đẹp hả? Trời trời thôi, giờ anh chưa biết luôn hả? Cái câu đó là xưa rồi, còn thời nay nè cái đẹp mới đánh xẹp cái nết luôn á. Không có đâu, cái nết đến chết cái đẹp á. Thôi anh vô anh đánh gặp lại đi. Thôi đi đánh gặp lại đi. Thôi thôi, Nguyên, suốt ngày chọc em hoài. Hai cái đứa này. Trong nhà này á, anh thích nhìn mẹ hơn nhìn em á. Thế là nhìn chị Tâm Ý nè. Anh coi lại anh đi, anh cũng đâu đẹp bằng ba đâu. Mình đi lấy gương coi lại đi. Thôi anh đi lấy gương coi lại đi. Đưa coi lại đi. Thôi 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 thôi. Lấy đi gương coi lại á. Nó đẹp để cho nó đẹp đi. Thằng này. Thằng. Nhà có con đứa em mà cứ ghẹo nó hoài vậy. Mẹ nó con xấu không chịu không? Thì nếu mà đó là sự thật thì con chấp nhận. Chứ mà mẹ cứ khen nó hoài, nó tự ảo tưởng nó đẹp á là chết luôn. Thôi nó còn nhỏ mà, nó muốn đẹp thì cho nó đẹp đi. Nè. Hả? Em đẹp không? Em thì đương nhiên đẹp rồi. Nhưng mà như thiếu cái nết thì phải. Anh nói giỡn rồi mà làm cái gì? Ôi đau lắm á, đừng có đánh tay tao. Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta. Bà gia sư nhỏ Tâm Anh. Không phải. Dạ ra liền. Dạ, con chào bà. Ừ, chào con. Bà ơi, ông đi chưa có về nữa bà. Bà biết rồi, bà chỉ ghé đưa cái này cho ông rồi về liền. Dạ, cái gì vậy bà? Trà Thái Quy đó. Loại dạ. Trà này là ông thích nhất. Dạ. Nè, cho bà đi ghé toilet chút xíu nha. Dạ được, bà cứ tự nhiên đi. À, cho bà hỏi, hình như trên lầu còn một cái phòng toilet nữa phải không? Dạ đúng rồi, mà sao vậy bà? Con biết rồi còn hỏi. Bộ con không nhớ lần trước cái toilet ở dưới này á là bà te tu rồi sao? À dạ con nhớ rồi. Con chào bà. Trời đất, làm gì hả con? Làm chuyện mà ngồi đây ủ rũ thở dài y như bà cụ non vậy hả? Nói bà nghe, có chuyện gì? Bà nói một câu công bằng đi. Có phải con xấu xí lắm đúng không? Ai nói với con vậy? Đương nhiên là không phải rồi. Vậy mà anh hai nói con xấu hơn bà gia sư gấp trăm ngàn lần luôn. Bà gia sư là Diễm My hả? Dạ đúng rồi. Anh hai con á mắt có vấn đề rồi đó. Đương nhiên là con đẹp hơn Diễm My rồi. Thiệt hả bà? Diễm My làm sao mà đẹp bằng con được? Bà là cô giáo, cô bao giờ bà nói dối đâu. Thiệt không? Đương nhiên rồi. Với gương mặt trái xoàn vì lại trắng trẻo như con á, y như là công chúa vậy đó. Vậy mà anh hai với anh Hoa nói chị My đẹp hơn còn gấp trăm ngàn lần luôn. Con đừng có tin tụi nó. Tụi nó còn trẻ cho nên mắt thẩm mỹ nhưng còn non kém lắm.
Vậy là hai ảnh có vấn đề chứ mặt con không có xấu hả bà? Đúng rồi đó. Bà đã nói rồi, Diễm My á, thoạt nhìn qua thôi thì cũng thấy đẹp thiệt. Nhưng mà nếu như mà nhìn kỹ, thiệt là kỹ hả? Ôi trời, chị muốn nói say goodbye luôn cho rồi. Vậy còn con sao bà? Ôi, con thì còn phải nói nữa. Gương mặt dễ thương nè, xinh đẹp nè, non trẻ như con. Với gương mặt phúc hậu của bà. Hai gương mặt của chúng ta là gương mặt được yêu thích nhất đó. Con cũng vậy. Vậy là con đẹp hơn chị My đúng không? Đương nhiên là vậy rồi. Vậy còn con với Tâm Anh, con với Trâm, với lại chị Tâm Ý nữa, ai đẹp hơn bà? Nếu như muốn so sánh thiệt là kỹ và thật chính xác á, chúng ta phải phân tích nha. Dạ. Con có điện thoại không? Dạ, con có hình của tất cả mọi người trong đó không? Dạ có. Nè, bây giờ mình sẽ chia ra từng cặp để mà so sánh ai sẽ là người đẹp nhất nha. So sánh từng cặp hả bà? Phải. Bây giờ mình sẽ chia những người này ra từng cặp, coi con đẹp cỡ nào nha. Dạ. Và trước tiên, Tâm Anh và Lam Chi, ai đẹp hơn? Đương nhiên là con rồi. Cái con nhỏ đó mặt bự vậy nè. Còn bây giờ, giữa Tâm Ý và Thắm Hoa, ai đẹp hơn? Tất nhiên là mẹ của con rồi. Bà chị đó nhìn mặt y chang nữ hoàng sợ buồn vậy đó. Vậy giữa bà và Mai, ai đẹp hơn? Đương nhiên là bà, nhìn cái mặt chị đó y chang như con cáo vậy đó. Vậy còn giữa chị My và bạn Trâm của con, ai đẹp hơn? Trâm thì nhìn dễ thương, nhưng mà đúng là bà cô đẹp hơn. Bởi vậy, gương mặt của người lớn là điểm cộng, dễ thu hút người khác hơn. Bây giờ, chúng ta còn lại 4 người, sẽ chia làm 2 cặp. Vậy thưa con, giữa bà và chị My, ai đẹp hơn? Tất nhiên là bà rồi. Chị My làm gì mà có cửa. Bà cũng kiểu vậy đó. Còn bây giờ, giữa con và mẹ con, ai đẹp hơn? Mẹ con thì đẹp thiệt, nhưng mà thua con. Đúng rồi đó. Bây giờ chỉ còn lại 2 người, đó là bà và con. Giữa bà và con, ai sẽ là người đoạt vương miện đây? Vậy theo con, giữa sắc đẹp non trẻ của con và sự quyến rũ của bà, ai đẹp hơn? Khó chọn quá phải không? Được rồi, con cứ thẳng thắn nói ra những suy nghĩ của mình đi. Sao? Bà đẹp hơn. Đúng rồi đó. Con nói đúng rồi. Đương nhiên phải vậy rồi. Bà phải đẹp hơn con chứ. Đúng là con có cặp mắt tinh tế thiệt đó. Nếu như mà bà và con đều là những gương mặt xinh đẹp được lọt vào vòng chung kết, nếu như bà là đoạt giải hoa hậu thì ít ra con cũng phải là á hậu rồi còn gì. Nghe câu chuyện anh Quang thì sao á bà? Tin bà đi, rồi sẽ có một ngày nó sẽ chán gương mặt của Diễm My cho coi. Nếu như thực sự nó là người thông minh thì nó sẽ nhận ra điều đó. Còn bà không thì con xuồng đó luôn cho rồi. Ngày nào ông con cũng khen ảnh thông minh hết trơn á bà. Vậy thì còn gì phải bàn nữa. Chắc chắn nó sẽ là của con. Chào cả nhà. Chào em. Dạ. Chán rồi hả? Bây giờ anh mới chán rồi hả? Ui da, đau đau. Cuối cùng anh cũng nhận ra đó là bộ dạng khuôn mặt chán ngắt rồi hả? Ây da, đau. Ây da, trời ơi. Chùa chết, chùa chết. Chùa chết. Đau. Chùa chết nè. Nguyên ơi. Dạ. Chán rồi hả? Bây giờ anh mới chịu chán à hả? Sao anh gặp em hoài vậy? Chán là chán cái gì? Vậy là anh vẫn chưa chán hả? Đáng lẽ ra người thông minh như anh là phải biết chán rồi chứ. Chị tính ra anh chỉ đúng là một thằng khốn. Thôi mà, đừng có vậy nữa mà. Khi nào anh mới chịu chán hả? Nhưng mà khi nào anh mới chịu khôn lên hả?
cô. Mai mốt cô sửa cái mặt của con giống người này nha. Hả?